Rồi quý vị ơi, hồi nãy có đăng cặp sâm núi giờ bán rồi, giờ quay cặp nữa nè. Có mấy anh muốn mua rồi tôi quay cho mấy anh là coi anh nào có mua được thì mua ha. Là đang đang lú trái nè quý vị thấy không? Đang lú trái đó. Đó. Mấy cái đọt đọt này nè quý vị mình đừng có tỉa nữa nha. Muốn có trái thì đừng tỉa để cho nó ra trái đi. Chừng nửa tháng 20 ngày nó ra trái nhóc hết trơn luôn. Nhú 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 ra trái nhóc hết trơn. Ha. Rồi. Ta uống vậy này về khỏi mỡ nhôm nha, cái này cho nó khuyết nhôm luôn nữa nó đẹp luôn chứ nó không có chết chóc gì trơn nha quý vị. Hai cây ha, đó cái này được cái là nó làm sẵn chậu gì rồi, mình về mình vô chậu đừng có cắt rễ nha quý vị, vô kiếm cái chậu nào cũng đồng thân đồng thủ. Mấy cái này làm tiểu cảnh đẹp lắm à, tiểu cảnh bay bay ra vậy quý vị, để ông tiên gì ngồi với gốc cây rồi ví dụ vậy đó, rồi có mấy cái trái rồi nó nhìn đẹp. Đơn giản thôi, chơi văn nghệ cho vui thôi quý vị. Rồi 230 phí ship nha quý vị. Xuống luôn.